Chúng tôi là những chiến sĩ áo trắng, dù đã về hưu nhưng chỉ cần đất nước cần là chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đó là chia sẻ của những y bác sĩ đã về hưu và đang có nguyện vọng được tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mình là một người chiến sĩ áo trắng, mặc dù là đã về hưu, đồng thời lại là một công dân. Thế là mình muốn đóng góp một cái chút sức nhỏ của mình. Kể cả khi chưa có những cái lời kêu gọi thì mình cũng trong tâm trạng mình vẫn luôn luôn suy nghĩ là khi nào mà đất nước cần đến cái ngành của mình thì mình cũng sẵn sàng. Là bác sĩ tai mũi họng, đã làm việc ở Bệnh viện Nhi Trung ương 32 năm. Cho tới lúc về hưu, bác sĩ Tạ Thị Minh Phương vẫn luôn giữ trong mình nhiệt huyết của một người chiến sĩ áo trắng. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, trong khi các đồng nghiệp của bà đang oằn mình chống dịch nơi đầu tuyến, thì ở hậu phương, bà cùng các y bác sĩ về hưu đang nỗ lực xin được tình nguyện tham gia phòng chống dịch. Không nhất thiết là người cao tuổi là phải làm mọi việc là phải ra tuyến đầu. Có thể những người cao tuổi sẽ ở những tuyến sau, có như là những cái tư vấn hoặc là chăm sóc những cái mà bệnh nhân mà ở F3, F4 cần theo dõi. Sức của mình đến đâu là mình làm đến đấy, nhưng kiểu gì cũng phải góp sức của mình để cùng cả nước dập dịch. Sức của mình đến đâu thì mình làm đến đấy, nhưng mình phải chung tay cùng cả nước dập dịch. Cũng với suy nghĩ ấy, 28 y bác sĩ đã về hưu của phường Xuân Đình và hàng trăm y bác sĩ đã về hưu khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang quyết tâm cùng nhau xin đi tình nguyện, phát huy sức mạnh của toàn dân. Hoạt động ở rất nhiều khoa, như là khoa nhi, rồi khoa gây mê, rồi khoa ngoại, khoa nội. Cho nên là khi mà tham gia vào phòng chống dịch này, chúng tôi trao đổi chuyên môn, nó dễ. Chúng tôi tự nguyện tham gia vào công cuộc chống dịch. Chúng tôi vẫn luôn luôn duy trì cái niềm say mê về công việc. Trong chống giặc ngoại xâm cũng như là trong cái chống thiên tai địch họa thì chúng ta đã huy động cái sức mạnh toàn dân tham gia. Đấy. Thế thì trong cái thời buổi hiện nay ấy, khi mà tổ quốc cần đó, khi mà dịch bệnh cũng có cái nguy cơ ấy, thì cái việc mà huy động cái sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch thì là hết sức cần thiết. Nơi tuyến đầu, rất nhiều những người chiến sĩ thầm lặng khác vẫn đang âm thầm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Và cùng với những y bác sĩ đã về hưu, đâu đó ngoài kia chắc chắn vẫn còn rất nhiều những người dân Việt Nam, từ đoàn viên thanh niên trẻ tuổi đến những người cựu chiến binh đang mong ngóng được tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh này.